virtuous Sangha, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, return the wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, and quickly suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh đại đức tăng thân vị thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh tịnh duyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như a liêu sanh thoát từ ly khổ đạt lạc tâm chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô san an to su che do ye a la ha di sam miao san po to che. Nam mô tạc đạc tha tô ya đa ya la ha đế tam miêu tam bồ đà tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom the Duskam One's true and actual principles. Mu shang sheng sheng wei miao fa bai qian wan jie nan zao yu wo jin jie wo de shou qi yan jie ru lai zhen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Sanghans, and Venerable Good Noble Advisors. Chufo Putsa, Liu Tzu, Shifu Shangren, Go Wei Chucharan, Go Wei Shanti Shi, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hóa, Quý Thầy Cô và Quý Vị Thiện Tri Thức, A Di Đà Phật. All right. Good afternoon, everyone. Today is the 22nd of April. We are in Rose Meat, California, Lu Mountain Temple, to continue discussing the Six Patriarch Sutra. We currently on slide 282. Text, the assembly received this order and withdrew, saying to one another, we, the assembly, do not need to clear our minds and use our intellect to compose a verse to submit to the High Master. What benefit would there be in this? Xung de zhu feng dui, hu xiang wei yue, wu deng zhong ren. 不须诚心，用意作计，将胜和尚有何所益？ Các môn đệ khi được lệnh rồi, đồng lui ra, lần lượt bàn nhau rằng, chúng ta chẳng nên lóng tâm, nặng óc, làm kệ để trình cho Hòa Thượng vì có ích gì đâu. 283. They discuss among themselves. Now, this is a typical of the students. Nói là bàn tán với nhau. Cái này là rõ ràng là cái thái hành động của mấy người Phật tử trong chùa thường thường như vậy đó. The fifth patriarch says, "You need to rack your brains to compose." Ngũ tổ nói cái vị phải nặng óc, okay, để mà làm cái bài kệ.
And they said, then the student turned around and said, oh, there's no need to do that. Thì đệ tử quay lại, nó ngược lại, sư phụ ngay lập tức, thank you. Okay, that's because why? I have no idea. We don't have that problem in our temple. Thầy không hiểu tại sao người đệ tử có cái thái độ như vậy. Cái chùa mình đâu có như vậy, right? Oh. You told to try your best to compose something, and instead of following instructions, the disciple decided, oh, it doesn't make sense. It's of no use. Cái vị thấy không? Ông sư phụ thì nói cái vị phải dốc sức mà làm. Thì người đệ tử sau lưng nói thôi không cần làm đâu, đừng có phí sức. It's about trying your best. Quý vị vẫn không hiểu được như thường. They still don't understand. The instruction is try your best. Cái lời dạy, cái ra lệnh là quý vị phải cố gắng hết sức. He didn't say try your best he didn't say that they can all become patriarch. Ông Ngũ Tổ đó có nói là quý vị phải có ai có thể triển vọng làm lục tổ đâu. Chỉ nói quý vị phải cố gắng đi. That's all there is to it. What's so hard to understand? Cái thầy không hiểu tại sao nó khó, cái lời dạy nó có gì không có rõ không? What's so unclear about it? Please tell me. He says, rack your brains, compose something for me. That's all he says. Đức ông thầy cũng chỉ dạy chừng đó thôi. What did the students do? All of them. Tất cả mọi đứa. They didn't do anything. Không làm gì hết. Now you understand why fifth patriarch basically has to go. Quý vị thấy không? Bởi vì ngũ tổ sau khi mà dạy xong lục tổ rồi là quyết định bỏ đi. He says, because if I stay any longer, I teach them, they don't listen anyway. Cái việc cái duyên nó như vậy đó là bởi vì sau này khi mà dạy xong lục tổ rồi sẽ bỏ đi, tại vì mình ở lại thêm dạy nó cũng chừng nó thôi, nó dạy nó đâu có làm đâu. Okay. Did the fifth patriarch tell them to use their brains, use their intellect to do it? Ngũ tổ đó có nói là quý vị phải dùng cái óc quý vị đó. Ngũ tổ dặn là nặng cái óc ra. Okay. Try your best. Cái lời dạy là cố gắng hết sức của mình. Còn cái tụi mà học trò này nó hiểu cái nghe lời ngũ tổ dạy thì nó nói là mình phải dùng cái trí của mình để mà tạo ra something. We need to use our brains to create something, to compose something. It's not the instructions at all. Quý vị thấy không? Đâu có ai dạy như vậy đâu. Mà tụi đệ tử nó học với ông đã biết bao nhiêu năm rồi. Vẫn là không hiểu gì hết. These students, they've been with him for many, many years. They still don't get it. Isn't it sad? Vì thấy đáng tiếc dễ sợ. That's why fifth patriarch couldn't wait to get out. Thành ra tội nghiệp ngũ tổ. Cứ kiên nhẫn ngồi đó đợi lục tổ tới. Rồi khi mà tới gặp được người dạy lực mừng quá là được về. Nó thôi tao soạn đường mà đi cho rồi. So after he finally was found Huy Nẫn, he said, let me teach him, give him my best so that I can get out of here because it's a waste of my time. Phí thời giờ của mình. Any problems? Có ai vấn đề gì không? All right. 284 text. Shen Xiu is our senior instructor and teaching transmitter. Certainly, you should be the one to obtain it. It would not only improper for us to compose a verse, but a waste of effort as well. Shen Xiu, Shang Zuo. 新为教授师必须大德，我卑慢作记诵，广用信力，挺大挺多。 Hiện làm thầy giáo thọ, chắc người sẽ được hậu sinh như chúng ta ngôn tâm làm kệ.
thì chỉ uổng phí tâm lực mà thôi. So not only do they come up with a decision, not only did they decide not to do it. Thứ nhất là họ không có người học người đệ tử đó là đi ngược lại lời thầy, quyết định đi ngược lại cái lời dạy của sư phụ. They decided to go against the teacher's instructions, and then they of course, they came up with an excuse. They rationalize why they should be going against the teacher's instruction. Đã không làm rồi còn viện cớ. This ring a bell to any of you? Có ai nghe cái quen thuộc không? To rationalize your decisions, quý vị viện cớ. Rationalize is a very polite term. The Vietnamese word I use is actually you make an excuse. Okay, you justify your stupidity. It has to make sense to you. Stupid people, stupid disciples. Okay, they always feel they need. It has to make sense to them. Những người học đệ tử nó dốt á, nó luôn luôn nó đòi phải có lý cho nó. This is so sad about when you see these sages, these sagely teachers. Các vị biết những cái người thánh tăng người ta dạy người thầy giỏi như vậy. And that's what they encounter all the time. Students who do not follow instruction, học trò không nghe lời, and then they spend all day rationalizing to themselves why it makes sense, why it is reasonable, it's rational, not to do what they told. Học trò nó dốt như vậy đó. Nó được dạy rồi, nó không biết quý trọng lời dạy. They don't appreciate the teaching. Okay? It has to make sense to them. Nó phải có lý nó mới chịu làm. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so what do they say? Họ nói sao? They said, Sơn Chiêu is the most senior and the most, is our teacher substitute, nói là thần tú đó, là một cái giáo thọ sư. What is a teaching substitute? Giáo thọ sư là sao? It's because you have the fifth patriarch here, enlightened being. Quý vị thấy ngũ tổ, tổ sư mà đại giác ngộ rồi. And he has all these students from different levels. Có những học trò nó có trình độ khác nhau. Because they came at different times. Họ tới học với ngài ngũ tổ, cái thời gian nó khác nhau. Therefore, the levels are all different. Thành trình độ nó khác. Okay. And therefore, it makes sense this environment. Thành trong cái hoàn cảnh như vậy đó, it makes sense to have a teaching assistant. Có một cái người thầy phụ, giáo thọ sư phụ. To do what? To repeat the basic instructions. To take care of the low level people. Thành ra thì những cái người đó, người giáo thọ sư đó, bổn phận của người này là lập lại những cái lời dạy căn bản. Okay, the fundamentals. Okay, it's so critical that the fundamentals need to be transmitted to all the students. Những người học trò phải học cái căn bản. Okay. It's the same teaching over and over again. Những lời căn bản nó không có gì mới hết đó. And that's why you need a teaching transmitter. Thành bởi vậy mới có những cái người gọi là giáo thọ sư. Is it clear? Does it make sense to you? The master, the fifth patriarch, cannot afford to keep on repeating the same thing over and over again. Okay? Người ngũ tổ không thể nào lặp lại tới hoài được. So you need a teaching transmitter who says, okay, I take care of this group of students. Okay? Thành là người giáo thọ sư như ngài thần tú đó, phụ trách dạy những cái người mới vào, những cái người trình độ thấp hơn, low level people. And that's why in a temple, thành là trong cái hệ thống đời sư bên Tàu, in China, okay, there are two kinds of disciples, có hai cái loại đệ tử. Okay? What are the two kinds of disciples? You guess it. The first kind is bicycle people. Thứ nhất là bicycle. Oh yeah, patriarchs also have a lot of bicycle students. Đừng có tưởng một cái tổ sư đó rất nhiều bicycle học. No two ways about it. Okay.
Why is it? Tại sao có nhiều bác sĩ lô cô vậy? Why is it? Why are there so many mentally retarded people there? Tại sao có? You can't kick them out. That's true. Đuổi không được. I mean, they pretend to be stupid. Nó giả đò ngu. What did you say? No, mày đi đi. Just go, go. Say, no, I don't understand you. Okay. So yes, now they pretend they don't understand that they're not supposed to be there. Mà nó thẳng, nó giả giả ngu. What else? What's another reason why you have bicycle people? Tại sao vẫn có bicycle cô như thường? Why there are so many very incompetent, very intellectually challenged people there? Tại sao vẫn có nhiều người nữa? Yes. Why? Good food. Đồ ăn ngon. Yes. Good and free food. Đồ ăn chùa mà. Quý vị thấy không? Vừa ngon mà vừa không miễn phí nữa. Yes. Other places all refuse them. Yeah, they have nowhere else to go. Even the wives don't want them. Ngay vợ nó cũng muốn ở nhà nữa, đuổi ra khỏi nhà luôn. Okay, that's true. What else, another reason? Oh, you have all the good. See, these guys are so smart. Mấy người này thông minh vậy sao? It seems that you speak from experience, như là kinh nghiệm, phải? Yes, what else? What else? Yes, sir. Someone has to teach him. Yes, the patriarch even have to teach bicycle people. Oh, boy. Because they pretend, the patriarch pretend they're not discriminating between good students and bad students, right? Thằng ông tổ khổ lắm. Mình con này mà nói là mày dạy, giỏi tao mới dạy thôi, dở tao không dạy đâu. It looks so bad. If you're a patriarch, say, oh. You cannot be like Donald. He says, I only deal with rich people, okay? I don't deal with, you know, poor people. Như Tổng thống Mỹ nói, giàu tôi mới nói chuyện, nghèo tôi nói chuyện. You can't do that, okay? Something along that line. Yes, what else? Yes. Retribution. Yes. Yes. Retribution. Cái quả báo. What kind of retribution are we talking about? Quả báo chỗ nào? What kind of retribution? In the past, trong quá khứ, the fifth patriarch, ngũ tổ đó, made a mistake, lầm lỗi, lỡ rồi. She went to the house of someone, tới cái nhà nào đó, and put a bowl there, and someone gave him some rice. Đi khất thực, tới cái nhà đó, mà nó cho không tí cơm mà. Okay? And because of that rice right there, now they came and said, now you owe me. Now you have to teach me. Vì cho một cái nắm cơm đó thôi đó. Bây giờ nó tới nó đòi lại. Mình phải trả. That one bit of rice there. Remember we went to the Thai temple and we told to walk around and with a bowl there and everyone, you know, take a little bit of rice and put it on the bowl. Move on. Yeah. Trước mình tới chùa Thái Lan đó, mấy người đệ tử Phật tử đó, người ta đứng xếp hàng cho cơm trắng, đúng không? Chỉ cho cơm trắng thôi, lấy cái muỗng múc tí xíu cơm trắng thảy vào cái tô mình, cái đó là chết ngắt đó. For that little bit of rice, a few grains of rice they gave us right there, they'll come and make a claim in the future. When they come and make a claim, we cannot refuse them. Vì nhận đồ cúng dường người ta, sau này người ta tới tao đòi học mình không thể nào lầm lơ được. Okay, it's called retribution. Okay, and that's a nice way to put it. Cái đó gọi là có báo, nói lịch sử đó. What's another reason? You gave me five good reasons. Quý vị thấy hay dễ sợ. These guys are so wise. Biến cư này không những học pháp giỏi dễ sợ. Năm cái lý do rồi. One more reason why. Can someone think of another reason why the fifth patriarch has to teach these bicycle people? Tại sao phải đi dạy bicycle cô? Ông tổ không phải đi dạy bicycle cô? Why is that? Yes, sir. Vows. Vows. Yes. Lời nguyện. Well, these guys are good. Ông này giỏi thiệt. I mean, you guys collectively
you cannot call you individually. You probably are bicycle, but collectively you're pretty good. Cá nhân mỗi người thì gọi là bicycle, đều tập thể thì phải công nhận là có trí hệ ở trong little bit, because you are keying off each other. Cái nhóm này nó dùng sức nhau, nó lợi dụng nhau, phản quả ngơ. Để ý thấy không? Tụi nó see, they don't even repeat in the past, folks. In the past, they keep repeating themselves. Say, but I said that before. Lúc trong quá khứ mà ai trả lời họ cãi lộn nhau. Tôi nói trước. I said that first. Now they are working in unison. Bây giờ họ tham gia với nhau để trả lời. Very good. It's a vow. Nguyện. What kind of vow? Vow to say bicycle people. Đã nguyện, cái lời nguyện là trong quá khứ mình nguyện là phải cứu những cái đứa mà khó cứu nhất. You vow to save the most difficult living beings that cannot be saved. Những cái đứa mà khó cứu nhất mình phải đi cứu. Now he's stuck. You know, thôi. Nghe chứ, I heard you want to save bicycle people. Here I am. Nói thầy, chắc chắn thầy là đại sư. Trong câu khối thầy đã chắc chắn thề rằng cứu những cái đứa mà không thể cứu được. Về con đây. He said, I know you vowed in the past to save those who cannot be saved. Here I am. Yes. So the bicycle people can make you fall in the future. Yes. That's why he teaches so that gone out of everyone maybe get light. I'm not sure. What was that, the last sentence? More bicycle people, the more chance you get an enlightened one later. I don't know how to. What's the number? Reason number 7. Cái lý do thứ bảy là gì? You guys are good. I'm enjoying this for a change. You speaking Dharma for me for a change. Chứ vì nói Pháp thầy nghe. Bữa nay con nhìn khó chi quá. Let me have some tea. Keep going. Number 7. Sao? Nói tiếp đi. Yes, sir. From San Diego. The way to protect the six patriarch. How? First wrong answer. Okay. You see, you notice we're not polite at all. Quý vị để ý, mình nói không có lịch sự đâu. If you're wrong, you say not quite. Okay. First wrong answer. Look at that. Half an hour. First wrong answer. Wow, these guys are good. Oh. Very good, very good. Hey, first wrong answer. That's incredible. Number 7. There's another reason why. And there's some new folks in the back. You know, this is how we, you know, that's how we spend Sunday afternoon, you know, coming up with silly reasons. Yes. He helped his other student to cultivate better. How? Because bicycle people make afflicted even more. Why didn't I think of that? Why didn't I think of that? Not really. I mean, the answer makes you feel like crying. Nói mà thấy nghe phải nghẹn ngào luôn. You know what she said? She said, bicycle people will make the other non-bicycle people improve quicker. Nói mà thầy nghe, mà thầy nghe mà nghẹn ngào luôn. Nó là những cái đứa mà bài xì lô cô nó dốt quá đấy, thành nó giúp những cái đứa mà giỏi nó tiến bộ lẹ hơn nữa. Tại vì sao? Mấy cái đứa nó dốt quá, nó khiến mấy đứa giỏi nó phiền não dễ sợ lắm. Because bicycle people will afflict the non-bicycle people so much that they bound to improve a lot quicker. Very good, excellent. Yes, number 8. The more worthwhile it is to teach them. Why? Because it's like a doctor's
we learn to treat the very sick one. So it's worth doing it. Doctors are crazy. No, disagree. In a way, yeah, but you know, I don't buy into that. I refuse to accept it. Lời thứ tám, thầy không đồng ý. Okay, it makes sense, half of it, but let's ignore that. What's number eight? That's not the reason. Very important reason. Huh? Yes. That's what we said already. We said we pretend not discriminate. And trả lời nó nói trả lời trước. See now they repeat themselves. You know they're running out of steam. Nó bây giờ nó lặp lại là có nghĩa nó hết sức rồi. Okay, they're so tired now. I said I've been thinking for half an hour. My God, this lecture is supposed to be relaxing for me. Nửa tiếng nó than, nó bây giờ lặp lại tại sao nó mình tưởng đâu nửa tiếng mình ngồi đây ngủ gà ngủ gật được, té đâu ông thầy bắt mình suy nghĩ. No, that's been said before. What's the reason? Tại sao vậy? Let me tell you why. Trả lời quý vị biết. Only in a patriarch. Cái ông tổ sư mới làm chuyện này thôi. The non-patriarch, they tend not to do that. Những người không phải tổ sư không làm chuyện này. That's why you see traditionally, the patriarchs would have like thousands of students studying with him. Nên cái việc đời xưa đó, quý vị biết không? Mấy ông tổ sư đó có cả mấy ngàn đệ tử luôn. So they had to build huge building, có mấy cái chùa rất lớn. And you know, 90% of them are bicycle people. Mà 90% thì nó toàn là bà xí lô cố không? It's true. How can you find 3,000 good students? Nó sẽ kiếm được 3,000 người học trò giỏi được. Think about it. You know? Think about it. You go to Harvard. You go to Stanford. Quý vị vào cái trường đại học Stanford, trường Harvard. Okay? How many of them get A's? Bao nhiêu người được A? Huh? 10-15%. 10-15% được A thôi. Phần còn lại là C, V, 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 V. You know? The rest of them is C and B's and D's. Agree? Quý vị thấy không? And therefore, the majority of the patriarch students are all is bicycle people. Nên quý vị thấy đại đa số học trò của tổ sư toàn là dở không. They're all good for nothing. Yes. Not really. Yeah, not really. The patriarch are very compassionate. Họ nói là như vậy, những cái đứa học trò nó còn mặc dù như nó vẫn giỏi. It's not true. The patriarchs are not like us. Okay? The patriarch, even though you're so bad, the patriarch won't even try to kick you out or try to make you leave. They don't. That's the difference between patriarch and a lousy teacher. Cái khác biệt, quý vị biết học trò nó dở chừng nào đó, ông tổ không bao giờ kiếm cách mà đuổi nó đi hết đó. Thành sự khác biệt giữa ông tổ với một cái người mà phàm sư là vậy đó, là ông phàm sư kiếm biện cớ để mà đuổi nó đi, còn ông tổ không bao giờ đuổi học trò đi. The patriarch would never kick anyone out, never. Okay, so what's the reason why would you teach bicycle people? Tại sao mình dạy mấy đứa bicycle làm cái gì? Ông tổ vẫn dạy bicycle như thường. Why is that? Because they have the Dharma to teach bicycle people when other teachers don't really have the Dharma. Cái lý do chính là tại vì ông tổ đó, ông có cái pháp để mà dạy bicycle. Mà mấy ông thầy khác, thiền sư khác không có cái pháp đó. The other trained teachers don't. That's why they can't handle it. Hiểu không, Quảng Ngân? Con để ý qua ngày Hòa Thượng Tiến Hóa đó, toàn là Basiloco, đa số đệ tử ổng là toàn Basiloco. You know, it's my master, my late master, Chinese master. It's all bicycle people. I walk in there. I remember I walk in there. Loser, 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 loser. Thầy nhớ lúc thầy vào, thầy nhìn rồi đó. Học trò đại đệ ngài Tiến Hóa đó. Okay? Nên
kalam, 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 kalam. Okay. He taught them for 40 years. Dạy 40 năm trời. Tội nghiệp ông thầy già. Poor monk. 40 years. Thành dạy nó hoài, nó không hiểu. That's why they don't get it. Dạy nó không hiểu. Thấy không? Ông thầy tôi đâu có dạy học trò tôi lần nói năm ngày là giỏi nhất hơn mọi người. He never taught his students that you're the best. And yet they think they're the best. Không dạy nó, không nói nó mà mày giỏi, mà nó cứ nghĩ nó giỏi. My master's dharma is never about you are the best. Thầy tôi không bao giờ dạy quý vị là giỏi hết. Never. If not at all, they should make he should make them feel stupid. Because they are. We are. Đáng lý đó, ông thầy gặp ông thầy như ngài Tiên Hóa nhìn mình là biết ngay là mình dốt rồi đó. Khỏi nói một tiếng nữa. Okay? Does it make sense to you? So they have the dharma that even bicycle people can be taught. Thằng cái pháp ngài Tiên Hóa, mấy ông tổ sư hay chỗ là cái cửa tuổi bicycle nó dở nhất mình dạy được như thường. Just like the Buddha, giống như Đức Phật như vậy. Remember the Buddha? Huh? He taught the roadhouse, the small roadhouse. Remember who's a Chinese disciple? The two brothers. Đời Đức Phật có hai đệ tử. The Buddha at the Buddha and the Buddha is in the world that he has two brothers who are disciples. The first disciple, the first brother, older brother is very very bright. Ông anh lớn á thì thông minh dễ sợ. He left home with home life with the Buddha and became a fourth stage arhat very quickly. Ông anh á giỏi dễ sợ lắm. Xuất gia một cái là trở thành tứ quả la hán rất là lẹ. Okay? And then so he told his younger brother, mới gọi đứa em út á, nói là mày phải xuất gia nữa. Okay? So he told his younger brother, you know, to leave the home life. The younger brother, yes, ông em cạo đầu và. So the brother became a monk. And guess what? The brother is so stupid. Em thì nó đần dễ sợ lắm. So the Buddha sent 500 different arhats to teach him. Thì Đức Phật mới sai 500 người A-la-hán dạy cho con em. And he couldn't remember thì dạy bao nhiêu không nhớ được cái gì hết đó. Thì em nó dốt quá đi. Okay. To the point where the Buddha has to step in. Đức Phật thấy tuyệt vọng cái mới dạy vậy mới nói. Này, ta dạy một chuyện. So the Buddha said, I want to teach you one thing only. Okay. You sweep clean. Đức Phật dạy đó. Mày gọi là quét sạch. Tả sạch. Ok, là quét cho nó sạch đi, chỉ nhớ chừng nó thôi. So the younger brother memorized that phrase, tá xào, tá xào. Cái đứa thằng em nó dốt như vậy, thầy học hai chữ là quét sạch thôi mà không nhớ được luôn nữa. Nên cứ có tôi ngày lập lui lập tới, đã nhớ chữ đã, nhớ chữ quét thì quên chữ sạch. When he remembered the word tá, he forgot about the word xào. Quét thì quên sạch, mà sạch thì quên quét. He will remember one word, then he forgets the other. Okay? Mà như vậy, nhờ cái pháp đó, mà cái ông đó, ông em dốt đó, nó trở thành tứ quả la hán luôn. He eventually became a fourth stage arhat. You see that? So the Buddha has a dharma to teach stupid people. Thằng Đức Phật á, có pháp mà dạy người ngu như thường. Dễ sợ như vậy đó. Okay? So that's why the patriarchs who learn the dharma from the Buddha also has that particular dharma to save stupid people. And mấy cái ngài tổ sư đó đã học được cái pháp từ Đức Phật rồi. Thành ra được truyền từ đời này qua đời khác. The patriarchs in Buddhism have been certified to learn that from the Buddha. So that's why they have the dharma to save stupid people. Thành ra mấy người ngu vẫn dạy được như thường. Có pháp dạy được như thường. Okay? Isn't that cool? Quý vị hay dễ sợ không? That's why the fifth patriarch has a lot of bicycle. Very stupid people. Thành ra ngũ tổ hồi đó có nhiều trò dốt dễ sợ lắm.
If you know, it's not surprising anyone who calls a patriarch in Mahayana have most of his disciples are stupid. Đại đa số những người đệ tử mà trong chánh pháp tổ sư chánh pháp đều là dốt hết. Okay. Question. Ai thắc mắc gì không? You want to ask me how you teach stupid people? Are you stupid or something? Oh, never mind. Yes, question. Tại bên kia là bán từ học được nửa thôi. Tại Đức Phật quyết định là cái người này nó sức nó được sức là tiểu học thôi, thành dạy tiểu học thôi người này. Những cái người tiểu học á là tại rõ ràng nó tiểu học tại vì lúc nó học tới cái tiểu học rồi nó nghĩ nó biết hết rồi. Nó lộ ra ngay lập tức. Cái đứa mà nó hết sức rồi, mình dạy tới hết sức rồi, nó nghĩ nó giỏi ngay lập tức. The question is that why is the Buddha didn't teach the arhats, the Hinayana, only to the arhats and didn't teach them to become bodhisattvas? And the answer is that because the Buddha is unlike us. He can recognize someone's potential. Đức Phật từ xưa, Ngài có trí huệ, Ngài liếc và Ngài biết là sức quý vị tới chừng nào thôi. He knows how far you can go. Okay? Thành ra Ngài lúc mà dạy cái lớp đợt đầu, chỉ dạy cái tuổi đó gọi là tiểu học thôi. That's why the first group he taught is just arhats. That's it, because that's all their potential. That's all they can handle. Okay? And you know right away why right away. Thành quý vị thấy Ngài Đức Phật đúng ngay lập tức. Đúng chỗ nào? Tại những cái đứa mà nó dốt đó, nó học được một tí rồi nó nghĩ nó giỏi hơn người ta ngay lập tức. Because I will tell you, the intellectually limited and challenged people, they learn something, they think they know everything, they think they're better than you. That's a telltale sign right there. Okay? Of people of limited capacity, that's why they think they're better than anyone else. Những cái đứa nó sức nó có hạn đó, nó nghĩ nó giỏi hơn người khác. Để nó tự tính chính tại sao nó không cần giỏi thêm nữa. That's how they justify to themselves why they don't need to progress more. They're better than everyone else already. Nó giỏi hơn người khác mà, đâu cần nữa. Thấy không? Thành ra cái tiểu học như vậy. That's what happens to elementary schools. Hiểu không? Hiểu không Quang Ngân? Nó lộ ra ngay lập tức. Cái căn cơ lộ ra ngay lập tức. Nó thèm dạy. Tại Phật nói mày dốt có dạy làm gì nữa. That's why the Buddha when they reach a level and they become arrogant Buddhas, that's all you got. Sức nó chừng nữa thôi. You got that? Okay, we're talking about two kinds of disciples. Mình đang nói về Đức Phật có hai cái họ hàng đệ tử. Two kinds of disciples. The patriarch have two kinds of disciples. Ngài tổ, tổ sư có hai cái loại đệ tử thôi. Yes. Tội ngân. Gojin says, you teach bicycle people, yeah, it's very easy. You don't, whatever you say doesn't make sense to them anyway. Ai với lại sư cô dễ dạy, tại mình nói gì nó cũng không hiểu, đâu có sao, nói gì cũng được, that's why you can say anything, nói gì cũng được hết, nó dốt mà. Yes, so the first kind of people is majority of them, 90% of bicycle people, thành người tổ đời xưa, 90% đệ tử tổ là dốt hết, dốt, stupid, okay? And the 10, the other 10%, cái phần 10% còn lại là gì? What are they called? Room entering disciples. Now, I wasn't there. I'm just saying from a modern day perspective. You know, thầy không có ở đó, thành chỉ đoán vậy thôi. Có hai loại thôi. Phần lớn là bicycle, phần còn lại là đệ tử nhập thất. Room entering disciples. Ru shi. Đi tử, right? Ru wu. Wu wu shi. Ru shi. Thủ đi. Okay. Nhập thất. Đệ tử nhập thất. What does it mean? Nhập thất nghĩa là sao? Now,
Xianfa's colleagues over there, they think that and room entry meaning you go into the Sungshan and you enter the room. Sangpan, 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 Sangpan. Nó là nhập thất có nghĩa là cái tưởng đó là vô vô thiền thất. No. Yes. Nói rồi hả? Don't remind me. I'm buying time. Nói thầy giảng này rồi. This is what happened to bicycle people. They say, you explained this already, master. Don't repeat yourself. Mấy cái tụi bicycle cô vậy đó. Mình nói nó, con nghe thầy nói là đừng phí thời giờ của con. They say, don't waste my time. Hả? Nhập thức là sao? What does it mean room entering? Room is the whose room? Restroom? Cái thất này là có phải là phòng tắm là sao? Hả? It's the master's room. Đây là cái phòng của sư của tổ sư. Vào phòng được nhập là đi vào phòng. He, they can enter the room of the patriarch. And I wonder about this for a long, long time. Thầy thắc mắc chuyện này lâu dễ sợ. I remember, you know, 20 years ago, lúc 20 năm trước thầy đọc cái, I say, room entering, why you enter the room? Thầy cứ thắc mắc là tại sao phải vào cái phòng ông thầy làm cái gì? Why would you enter this room? Spy on him? Nhìn qua thầy ông thầy ăn gì, mặc gì hả? You know, see what he wears, what he eats, or what? Huh? Why do you enter the room? Vào phòng làm cái gì? The interns are in America. Interns are called monkeys. Room service. Ta giảng sơ sơ thôi. Đó là mới giảng tí xíu rồi. Bây giảng cần ngày thêm tí nữa. Chứ không phải là giảng rồi. Mới trả lời xong biết rồi. Chắc chắn là giảng xong nghe. Không biết rồi. Chưa biết phần này đâu. Why? Why do you enter the room? Vào phòng đó làm cái gì? Huh? You know, it's funny, you know, all you awake, I remember, you know, 3 years ago, everyone sleeping, especially Gu Jin sleeping right after this hour. 3 năm trước, thầy nhớ cô Quả Ngân là cái giờ này cô ngủ gật. Look at her, she's wide awake, mắt mở thâu láo à. Tại sao nhập thất? Why do you say room entry? Why do you want to enter the room? Tại sao vào phòng làm cái gì? Hả? Yeah. Ngồi thiền. So you see, the patriarch's room, you have all the students meditating there. Thì theo cô Tân Hương, tôi nhập thất có nghĩa là tôi vào phòng tổ sư, tôi ngồi, tôi thiền. Bicycle people, rõ ràng bicycle people. Yes. That's why vì vậy mới không cho bicycle cô vào. Now you understand why bicycle students cannot enter the room. Yes. To be taught. Why? Why to be taught? Huh? To deliver messages for all the people. Deliver messages. Master, did you know? nó bắt lét ông thầy. Nó sư tổ. Có biết có cái bà thân hương không? Thôi bữa nay bà ăn nhiều dễ sợ lắm. Bây giờ today Jin Xiang ate so much. So you can expect her to fall asleep during the lecture. Thì chắc chắn bữa nay bà sẽ ngủ gật trong lúc mà nghe giảng kinh. Okay. And guess what? John lost at least 50 pounds. Hoặc là ông John mới mất 50 pounds rồi. Okay. Okay. All right. No. God, you guys are terrible. Yes. Cái phần mà khó hiểu là bắt đầu. Yes. You serve the master. So the master does not eat in the room. What are you talking about? Nó phục vụ cho ông thầy. Tôi nói ông thầy đâu có ăn trong phòng đâu. Nói tầm bậy. You guys are nonsense. Sư cô già, có ý kiến gì không? Tại sao cho vô phòng? Why would the master allow the student to go to the room? Tại sao ông thầy cho phép nó vào phòng? Why? Nhập thất có nghĩa là mày có quyền vào phòng.
room entering meaning you are allowed to enter my room. Những cái đứa khác phải ở ngoài. The other, they have to stay outside. Không được vào phòng. The others cannot enter. Yes. Meaning that, you know, they cannot enter even to sweep the floor. Ngay vào để quét phòng cũng không được quét nữa. Dễ sợ nhỉ? They are not allowed to come in to sweep the floor even. No, they cannot. Yes. He says, you go there because then they stop talking. Nó vào phòng sư tổ, tổ sư để đó, nó hết nói chuyện đi, nó hết nói chuyện ba láp đi. Okay? He stop gossiping. The people who gossip a lot, những cái đứa mà chuyên ngôn, nó ba láp, chuyên ngôn, phải cho nó vào phòng. Now, lúc đó mà, the patriarch who knows the people who gossip, they allow them to the room so that they start gossiping. Cho nó vào phòng để nó bớt nói chuyện ba phải đi. Yes. For two reasons, cho vào phòng phải hai lý do. Lý do thứ nhất á, là nó mình phải dạy nó in private. Okay, mình dạy nó ngày lúc đó. Là những lúc mà người tu đó, quý vị có gặp những cái chuyện mà quý vị phải cần giải quyết ngay lập tức. The people at a high level when they have a problem, they need to be solved right away. They cannot wait. Những trình độ khi mà quý vị tu tới trình độ cao rồi đó, quý vị mà có gặp vấn đề phải được giải quyết ngay lập tức, không thể nào đợi được. You cannot wait at high level. You can say let me write master letter. Okay, nói là để con biên cái thơ này. That's why the Hinayana, thành cái tuổi nguyên thủy đó, cái phiên huấn luyện của nó là quý vị về tu xong biên cái thuyết trình cho tôi rồi tuần gửi tuần lần. So the Hinayana, many of the training, they say you meditate and you write a report and you submit it to me once a week. Okay, như vậy trễ quá, that's too slow, that shows that the level is very low. Những đứa mà tuần mới cần thuyết trình là cái đứa trình độ nó thấp. Những cái trình độ cao đó là giải quyết ngay lập tức. It has to be resolved right away. It cannot wait for a week. Tuần sau nó the problem is changed already. Tuần sau trễ quá rồi. Để cứ ra. Nhiều khi nó tự thắt cổ rồi. Okay? Không đợi được. You cannot wait. Okay? Yes? Yeah, the arhats, you know, their trouble is still very slow. When I talk high level, meaning not arhats. Arhats too low. Okay. A-la-hán trình độ thấp quá, ta chưa cần đi vào phòng sợ. No need for arhats. Too slow. Okay? So the first reason is that they need to be the problem they have, they need help right away. Therefore, they need to go, Master, 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 help. Thành khi mà gặp như vậy, phải lật lật chạy tới, ta vội gõ cửa phòng thầy đó. Giờ, anytime. And don't be like xiển cỡ, đừng có như cái ông hiền khả đó. Muốn là chạy qua gõ cửa. No! You text, you make an appointment. Okay? Đừng có qua gõ cửa như vậy. Cái xứ Mỹ này, in America, it's different than from China. Thầy nhắc lại cái gì đó. We are in United States of America. Ở xứ Mỹ rồi. Okay? You don't just walk up and say, hey master. No! Đừng có bắt trước như cái người Tàu đó. Không được. Gõ cửa không được. You text. You call, mình gọi điện thoại, mình text, you email, okay? And I say, I'm coming. So what if master is brushing his teeth, and ông sư đang, ông sư đang sao dạy nó được? Right? And you know, the only person who needs to be taught that was sleeping. Cái người, cái bài học này, đang dạy nó đang ngủ. Yes, it's okay, next time.
lần sau, lần sau. Thì đúng rồi, như điều trước khi gõ cửa xứ Mỹ là phải nói không phải xứ Việt Nam thì khác. Okay, I know Vietnam, I understand. Okay, because we all live bunch together. Việt Nam mình ở 10 cái dòng, 10 cái họ, 10 cái đời nó sống chung với nhau, mình quen rồi. Okay, chồng chất cả nhau. Còn xứ Mỹ này có cái gọi là cái cuộc sống riêng tư người ta. Đừng muốn đi tới. Hey, how are you? Đúng rồi, you make appointment. Xứ Mỹ này mình phải hẹn đó. Oh, okay, you don't come in, hey, master, can I see you? Đúng rồi, thầy cho tôi gặp. Giỡn. Can you imagine 3,000 students doing that? Cái gì tưởng tượng 3,000 cái học trò mà nó tới, nó muốn lúc nào nó tới nó gõ cửa ông tổ chịu nổi, ông điên luôn. I mean, if 3,000 students feel like they can come and knock on the master's door anytime they feel like, the teacher will go crazy. Okay. There's some rules. Có những cái lề luật ra ngoài. Okay, so the first reason is that these at high level, okay, high level students, they need help right away. Okay, những cái đứa trình độ cao phải dạy nó ngay lập tức, không thể nào đợi được. Another reason, lý do thứ nhì là gì? Yes? Cái gì? You cannot disrupt this, the paycheck. Don't worry about it. Nó là vào nó làm đừng kinh động ông tổ. You don't disrupt the paycheck. I say the paycheck cannot be disrupted. Okay. Don't worry about it. Ông tổ thầy biết nó. You go in there and you do mariachi. Khi vào đó về bật nhạc lên ông cổ ông tình đơ. Paycheck, that's why it's a paycheck. Ông tổ hay lắm. Cái gì không cách nào mà động được hết. Okay. Bicycle phim không? Lý do thứ nhì là vậy. What's the second reason? Yes? High level students must be taught and no one else should know. Cái người trình độ cao dạy nó, không ai được biết hết. Không ai biết được hết. That's why he has to enter the room. Okay? Thành ra nó có quyền vào phòng so that no one can see. Okay. Không ai thấy được dạy cái gì. Yeah. They cannot see how they're being taught or who's being taught. Không thấy được ai được dạy và không thấy được ai dạy, được dạy cách nào. Because sometimes in a room it's like baseball bat. Tại trong phòng đó thầy nói cái gì nghe, trong phòng nó toàn là dao búa không à. Baseball bat. What did you say? What's your problem again? Còn có vấn đề gì nói thầy nghe? Hả? Khó là giác ngộ ngay. Because one hit, they become enlightened right away. They don't dare go to another second time. Đánh một lần nó sợ, nó không bao giờ nó dám trở lại. Chắc giác ngộ cho rồi. Yes? Yes, sir. The comment is that if you teach a high level person, he's so high that the other people listen to it, they don't get it anyway. Cái người trả lời nói là trình độ họ cao rồi, khi mà dạy họ, họ hiểu được rồi, đâu có ai hiểu được đâu, đâu có sao đâu. Người xung quanh trình độ thấp làm sao hiểu được. Clearly, this man has never taught a high-level person. Cái người này chắc chắn là chưa bao giờ dạy một người trình độ cao hết. Okay? You know? Ông có biết không? Trình độ cao mà dạy nó rồi. If you teach a high-level person and they got it, they say, oh, I'm free!
Trình độ cao khi mà dạy nó được rồi á, thì vị biết không, nó mừng hết lớn luôn á, cái mặt nó sáng, mắt nó to. Hey, everyone! Hey, I'm enlightened. Tôi đã giác ngộ rồi. This too much. You bicycle people, your imagination is just too much. Mấy cái tụi bicycle có tưởng tượng dễ sợ luôn á. No! Không phải riêng những cái tuổi thấp không mà nghĩ đứa khác mà trình độ nó thấy được đó. Phải giấu luôn những đứa khác giỏi luôn nữa, giấu nó luôn nữa. Thầy nói giảng thí viện hiểu, I don't know how to explain to bicycle people. I already explained to him like, if you teach a person in public, dạy một người trong công cộng cái gì, thì có những người khác đại đa số cũng không có hiểu, nhưng thì những người trình độ cao nó nhận ra được. Ok, then this guy is in trouble. Thành ra cái những người mà được dạy nó bị lộ ra. See, the high level student is not the only one in the group. Remember, 10% of them are there. So you cannot teach in public because the other guys can recognize it. And what's the bad thing about recognizing it? Dạy nó khổ chỗ nào? Jealousy, nó hơi ganh tị. That's true, nó hơi ganh tị. But the real reason is that you don't want the other people to know. Cũng muốn biết người khác dạy, nghe cái lời dạy đó, tại sao? So that then can be taught the same thing at the right time. Tại vì để mà có thể dạy cùng một lời đó, trong tương lai dùng lời để dạy được. Một khi nó nghe rồi á, khó dạy lắm. Once they know, it's very difficult. Cái đứa thấp á, mà dạy nghe lời dạy rồi, con biết không? Nó nghe được rồi á, sau dạy lời nó không có hiệu quả nữa. Nó khổ như vậy đó. Cái lời dạy của tổ sư là dạy mà nó không ngờ được nó bị dạy. At those levels, you need to be taught, and yet you don't expect that. Dạy mà nó không có biết, nó không ngờ mới dạy được. Còn nó nghe rồi là xong rồi đó. If they hear, I heard of it already, doesn't work. Okay? All right. Oh, go have some ice cream. It's going to be another hour or so. Maybe mời quý vị đi một cà lem. Không chậm lắm. Okay? Does it make sense? Thành so two main reasons why you need to have people enter the room. Thành nói thầy thắc mắc chuyện là lâu rồi. Bây giờ thầy mới hiểu. I figured it out. Because number one, they need to be taught right away, and only the master can teach them. Nhập thất là tại vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là tại vì có ông thầy mới dạy nó được thôi. Thành nó phải vào phòng mình mới dạy. Okay? Nó không thể đợi được. It cannot wait. Number two, it has to be taught in private. It cannot be taught in public. There's sometimes you teach in public because it's okay. But most of the time you'd want to teach them in private. Lâu lâu thỉnh thoảng dạy trong công cộng được, mà thường thường phải dạy riêng nó, không thể dạy trong công cộng được. In general, they need to be taught in private, not in public. Okay? Does it help? Does it make sense? Yeah. All right. And so they, all these bicycle are saying to each other, oh, he should be, someone is, he's a Sheng Xiu is the one to attain it, therefore it's improper. And so they basically are justifying their laziness, their stupidity. Thì nói cách khác là họ viện cớ để không làm gì hết, viện cớ để bào chữa cái vô minh của mình, their stupidity. And that's what the lesser students do, disciples do. Những cái đứa mà đệ tử nó soàn, nó thường thường nó làm chuyện như vậy. Okay? The reason I bring this is not to criticize you or them. Thầy nói đáng quên là ra không phải để chỉ trích quý vị hoặc là những cái nhóm kia. But it's to help you look at yourself. Thầy nói cái này không phải để mà chỉ trích hoặc là chê bai người ta. Mà cái này để nhắc cái vị tự nhìn mình. You listen to this, say, am I like that? Mình nghe mình phải tự hỏi, tôi có phải như vậy là không? Do I rationalize? Tại sao tôi cứ việc
Tôi cứ viện cớ cái đính chính là không. Do I rationalize? Do I justify myself? I rationalize why I don't do it. I justify why I don't do it. Tôi cứ viện cớ này, viện cớ nọ. Tôi đính chính tại sao tôi làm như vậy. Sounds familiar? Do I justify myself? Anyone? Có ai giơ tay, có ai thử? Only two people. See? Two, three people. You listen to that and you ask yourself, is that my behavior? Nghe như mình quay từ là cái hành động, mình có hành động như vậy là không? You like that? Then who are you? Bicycle people. Như quý vị là bicycle. The people who raise their hands? Bicycle people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, there you go. Okay. The rest of you? Superior students. Người không giơ tay, học trò giỏi. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì không? All right, moving on. In a dynamic and so fast text, and yet we're covering the sutras. Okay. 286. Text, hearing this, everyone puts his mind to rest and said, henceforth, we will just depend on Master Sheng Xiu. Why vex ourselves writing verses? Yu ren, wen yu, zong jie, xi xin, xian yan. 我等以后依此神秀师何凡作记 Đã chứng nghe nói yên lòng đồng bảo. Từ đây sắp sau, về sau sẽ y chỉ sư thần tú, cần gì phải làm kệ cho phiền phức. Okay. 287. Y chữ depend. See you. The Chinese is wonderful. It says they when you translate y chữ, cái chữ tàu nó hay lắm. Y chỉ mình dịch ra tiếng Anh nó gọi là trông cậy vào. To depend, you lose almost 80% of the meaning. Mất 80% của cái nghĩa đó. Okay? And there's no English word for it. Không có cái danh từ nào tiếng Anh. Because that concept of ichu is not available in the English, in the Western civilization. Là cái ý chỉ, cái quan niệm ý chỉ nó trong cái văn hóa người Tây Phương không có. You realize cái gì, thấy không? Không. Văn hóa này không có, người Tây Phương không có này. They don't have it. They don't get it. They don't have it. So what does it mean? Nghĩa là sao? Y chuẩn, chữ chu, chữ y. This is from a Buddhist dictionary. Trong cái từ điển Phật giáo mình. Okay. It says, "Yi zun er chu 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 yi." What does it mean in Chinese? Well, I forgot too. Now that I ate so much at lunch, my Chinese is kind of rusty. Ăn no quá, bây giờ cái chữ tàu quên rồi, nó quên, bụng nó căng quá, nha. Yeah. Why? Yeah, you can put Korean next week. I don't care. Put anything you want. I'm easy going. Yeah? Huh? Nghĩa là sao? Chinese, what does it mean? Ý chỉ, Việt Nam, người Việt Nam. Mấy sư Việt Nam, hả? Huh? Hey, sư cô hiền thấp. Ý chỉ nghĩa là sao? Cô hiền nhẫn. Thầy hiền khả. Sư hiền tri. Yeah?
Người Tao, I mean, his Xin Tung is half Chinese, at least 90% Chinese. Người Tao dễ dàng là người Việt Nam. Doesn't bother her, nothing bothers Penguin. It's amazing. I think we speak the same language, but my insults have no effects on her. What does it mean? Come on, you Chinese people, mấy người Tàu, huh? Cô Hồng, nghĩa là sao, huh? What does it mean? Trong tương lai, quý vị vào học trường bữa nào mà giác ngộ và lo đi học tiếng Tàu, after you become enlightened, you better know Chinese. You don't need Chinese to become enlightened, but once you become enlightened, you better learn Chinese. Quý vị muốn giác ngộ không cần học tiếng Tàu, mà họ giác ngộ sau phải học tiếng Tàu. Okay? Because a lot of the Chinese teachings are not translated into English. Tại vì những quan niệm cao của Tàu nó chưa được dịch ra tiếng Anh. It's not translated into English yet. That's why you have to learn Chinese. Okay? Yes, anyway. What does it mean? Nghĩa là sao? Okay. Okay. I don't know why I explain it differently every time I look at it. Mỗi lần thầy nhìn thầy đọc thầy nhớ thầy biết là thầy nhớ lần trước nói sao lần này nó đại thôi. Okay. Ý chuẩn meaning that mình nương tựa vào, you depend on someone to subsist. Chuẩn is subsist. Hoặc là mình ý lại vào, trông cậy vào để mà mình sinh tồn. Make sense? Ý chuẩn, meaning that mình ý chuẩn is tồn, yeah, sinh tồn, ý tồn, huh? Subsist. Exist, subsist. It's a polite word, is subsist. No, exist. Chuẩn is subsist. Okay. Thì cái ý tồn có nghĩa là cái vì ý lại vào cái một cái người thầy để mà sinh tồn, để mà sinh sống, để mà sống. So you need to depend on this monk here to for support as a monk. Okay? Nhờ ông thầy để mà có thể sống trong cái chùa, sống trong cái khung trường, môi trường của cái người xuất gia. So you need to have a way place environment. You depend on a monk for that. So far so good. Ý vậy cần cái chỗ đó. Because it takes a lot of blessings. Là cần mình có nhiều phước lắm mới có được cái đạo tràng. It takes a lot of blessing to have a way place. And therefore you depend on someone else's blessings to live in a way place. Thành cái vị nương tựa vào một cái người mà có phước để có được cái đạo tràng, thành ở trong cái đạo tràng đó. Does it make sense now? Ý chuẩn. You depend on someone's blessings to stay in a Bodhi mandala. Does it make sense? So far, so good? That's not how I explain it, but today I explain it this way. Okay? That's ý chuẩn. Chỉ trụ nghĩa là sao? What to true? What does it mean? Chinese. Mấy người Tàu. The Chinese have an edge over us. Người Tàu có lợi hơn mình. Có cái ưu thế hơn mình. Là họ, cái chữ Tàu đó, nó chính xác, rất là chính xác. The Chinese teaching is very, very precise. Okay. To true. Y chỉ trụ. What does it mean? Yeah, one meaning is that back then, as a monk, okay,
You are allowed to go anywhere, stay anywhere you wish. Đời xưa đó, đời nay cũng vậy. Khi quý vị làm tỳ kheo thì kheo ni rồi, đi đâu cũng được hết. Okay? You can go anywhere, you stay anywhere you like. Whether in the trees, in the forest, in the valley, this temple, that temple. Thành đời, cái đời xưa, cái người xuất gia đó, có quyền ở đâu cũng được hết. Ở trong cây cũng được, leo trên cây ở cũng được, ở trong núi cũng được, ở trong hang cũng được, ở trong thung lũng cũng được, tới chùa này ở cũng được, tới chùa kia ở cũng được. So far so good. Only modern days. Now we have restrictions. You say, if you dare go to the temple and stay, we cannot come back anymore. Thời nay á, cái tụi Basilico nói là bây giờ quý vị mà tới cái chùa khác ở, trở về lại đây cũng được nha. Okay. Nó khắc khe lắm. Yeah. They say, if you dare leave our temple and go over there and stay, okay, without permission, you cannot come back. Đi ra khỏi chùa tới chỗ khác mà ở thời gian mà tu này nọ mà không được cho phép á, là không được trở về lại được. But the problem is that you ask permission from a bunch of bicycle monks and nuns. What good does it do for your cultivation? Cái đó, cái người ba sĩ, người thầy ba sĩ lô cố mà nói quý vị phải cho được tu cho phép mới đi được á, thì làm sao mà cái người ba sĩ lô cố có thể kềm chế cái đi tới, lui đi tới của mình được? How can a bicycle monk and nun restrict your coming and going for your cultivation? You understand? Cái đó nó lộn xộn. Okay. So what happened is that in the ancient time, you can go anywhere you like. Đời xưa sướng lắm. Once you stay with your master for 5 years, you can go anywhere. Khi vị ở với ông thầy 5 năm rồi, muốn đi đâu đi. Không ai cản quý vị đâu. No one stops you. But nowadays it's different. Bây giờ nó khác. Okay. Nowadays, bây giờ cái ông phương trưởng nó không có cái trí huệ. Now the abbot have no wisdom whatsoever. That's why they say, you have my permission, you're not coming back. Ông phương trưởng không có trí huệ, thầy nói, ông mà không có được tôi cho phép á, thì ông không trở lại chùa tôi được. Hồi xưa đó, không có chuyện đó. Back then is no such restriction. You can go anywhere you feel like. So far so good? Hiểu không? That's what happened in our temple. Chùa mình vậy mà. Đi vô thì được mà ra thì dễ mà vô lại cũng được. Đúng rồi. Yeah, same thing. Yes. Bicycle monk. Yes. It's the tradition you stay 5 years to learn the precepts, learn the proper foundation, and then you can go anywhere. Thường thường 5 năm là tại vì cái vị được huấn luyện 5 năm để đào tạo cái nền tảng mình tới cứng đã rồi mới cho đi được. Để có nền tảng vững rồi mới đi được. What happened is traditionally you stay 5 years, you're the teacher, so that you learn, you build the proper foundation, meaning you study precepts and so forth. Then you can go anywhere. Okay? Đời xưa nó như vậy đó. Okay? Y trừ, y chuẩn. Thành đời xưa, cái y tồn là như vậy. Trừ trụ. So now, trừ trụ meaning you go and you say, I go there and I stay there for a while. Thành có quyền đi tới đó mình ở thời gian. Ở chỗ này, ở chỗ khác thời gian. Okay? Đời xưa ta rộng rãi lắm. Ta tới chùa mình, mời ta ở. Okay? No problem. You follow the rules and regulations, you can stay. Cái vị theo cái y luật của chùa đó, cái quy luật của chùa có quyền ở. Không ai cản cái vị hết. Okay? That's why it's mean by y trụ. Y trụ mới gọi là chỉ trụ là cái nghĩa đó. Cái vị có quyền tới đó ngừng lại và ở lại. So you go there, you stop at the way place and you stay there. Trụ trụ. Each character means that chỉ trụ. Chỉ là ngừng lại, trù là ở. Is that clear? The Chinese is beautiful. Tàu, chữ tàu hay lắm. Chỉ là mình ngừng lại. So you travel, and you go, oh, I like this way place. I'm going to stop here and stay here. Thành quý vị, hồi xưa họ có quyền đi lang thang. Xong rồi tới cái chùa, thấy cái chỗ này tốt. Ngừng lại đó và ở lại đó. That's what it means. So what happens in the past, they go from way place, they look for something suitable, and they choose to stay there. Thành đời xưa đó, mấy người xuất gia, ta đi lang thang, đi lòng vòng vòng, nghe ông thưa ông thầy này tới nghe, coi thử, sư cô này tới nghe thử, khi thích đó, thì ngừng lại, và ở đó. Is that clear? Nghe hiểu không?
đời xưa cái truyền thống này hay dễ sợ. It's a beautiful tradition back then. Yes. Bây giờ phương trưởng lộn xộn, phương trưởng đuổi, không cho trở về. À, bây giờ thầy nghe nó đồn đó, nó lộn xộn, nó đuổi, nó không cho trở lại nữa. Người ta đi xong về, trở về cũng được. Ok? Alright. Yes. Yeah, absolutely. Okay. And the other second meeting, cái thứ nhì của chỉ trụ, ý nghĩa thứ nhì của chỉ trụ là gì? The second meaning of stopping and staying is what? Yes. No. Meaning you obey the instructions. Okay. It has symbolic meaning too. Meaning that your good no advisor. This is beautiful. I just thought of it. Don't think I thought about this last yesterday. Okay. Đừng cái này mới nghĩ ra ngay lúc này. Anh chế cái gì nghe. Okay. True. Meaning that the good no advisor says you stop here and stay with me. Hay lắm quả ngân à. Con đi lang thang này. Con đi lang thang gặp mấy cái chùa kìm tìm thầy gì. Gặp người đó, ông thầy phương trưởng, ông thầy mới nói, con ngừng lại ở với ta, vì ông thầy sai mình ở lại, ra lệnh cho mình ở lại. Hay dễ sợ, đời xưa hay dễ sợ, cái phong trào, cái truyền thống đời xưa của Thiền Tông nó phong phú dễ sợ. Không phải như đời nay nó không hiểu cái chuyện này nữa. What happened is that this is why what makes the Chan tradition, the Chinese Chan tradition, so rich. That's why they have this special term to describe the process. What happens back then? Okay? And I know that even the Chinese don't get it anymore. Because I just made up the explanation, okay, it's not written anywhere. And mới chế cái chuyện này ra thôi. Thành người Tàu cũng không biết nữa. They don't know because I just made it up. Thầy nói người ta không biết tại thầy mới chế ra mà sao người ta biết được. Okay. Meaning in the past, you have this tradition of encouraging the monks and nuns to go and seek a good no advisor. Cái truyền thống người Tàu đời Thiền Tông người Tàu đời xưa đó, là khuyến khích cái người thiền sư đó, người thiền sinh đó, đi tìm thiền tri thức, thành cứ có quyền cho phép đi lòng vòng. Okay. So they're perfectly okay for them to go and wander around. Okay, từ chùa này tới từ khác, được thầy này tới từ khác. So they can go from temple to temple, teacher to teacher. Okay, now let's say they go to Lu Mang Temple, họ tới chẳng như tới Lưu Sơn Tự. Okay, they come in, they say, no, và Lưu Sơn Tự nói, no, this is not for me, bỏ đi. Okay, before trước khi họ đi rồi, Master Xuyên Trừ, đây là trước khi mà họ bỏ đi rồi, thì hiện trì là phương trưởng. Remember, Master Xuyên Trừ is Albert here. Chạy ra, now out, please stay with me, stay with me. Nó là ông là muốn ở lại với tôi cho chùa nó đông thêm tí, so that my temple looks a little bit bigger and busier. Okay, and that's what cái ông sư lập tức dỡ ra, thả ta ra. They say, let go of me. Horrible monk. Sức lắm. Okay, so go. Okay. You see, that's what happens. Okay. But when you go to a real temple, khi tới một cái chùa đàng hoàng đó, you know what happens? The master looks at you. Ông thầy, người thiền thức nhìn vào đây. Okay. You stay here and cultivate with me. Ông ở lại tu với tôi. Okay? Thành ra, y chu, meaning là y
chỉ trụ, chỉ chỉ trụ, chỉ có nghĩa chỉ là ra lệnh, chỉ trụ. The teacher says to give an order for him to stay. Ông thầy đó ra lệnh, chỉ là ra lệnh, trụ là ở lại, ra lệnh ở lại. Isn't that cool? It's only in China, not in the US. Xứ Mỹ nó không có chuyện đó. Not anymore. Hết rồi. Chưa bao giờ có. I remember this again, cái chuyện này, because that's what happened. Chuyện nó xảy ra như vậy. That's what exactly what happened, Billy. I went to Hong Kong, of all places. Thì tới Hồng Kông. This is 20 years ago. Okay? 20 years ago, I went to Hong Kong. Thì tới Hồng Kông, 20 năm trước. About 20 years ago, exactly. Two decades ago. To Master Sheng Yi's temple. Tới cái chùa của Ngài Thánh Nhất. Alright? Sheng Yi is a Wei Yang Chan Patriarch. Thánh Nhất là một cái vị quy ngưỡng, tổ sư quy ngưỡng. He's recognized as a Chan, as a Wei Yang Patriarch. Được bên Vạn Phật Thành công nhận đó là tổ sư của quy ngưỡng. Okay, recognized by by Hẩn Sử as a Wei Yang Patriarch. Thầy Hẩn thật công nhận ông này là tổ sư dòng quy ngưỡng. So I went there. Thành là thật thầy lò mò tới. Okay, I also pretended to go look for a good advisor. Hồi đó thầy cũng giả đò đi kiếm thiền trí thức. tới gặp đó rồi. And guess what? Stayed there for 3 days. Ở đó 3 ngày. Master Sheng Yi never tried to stop me from going. I pretended to leave. He said, go. Goodbye. Ở 3 ngày. Ngài Thánh Nhất, thầy đò bỏ đi. Thánh Nhất nói, thôi đi đi. Đừng ở lại. Okay. What has to do with cái y chữ? What has to do with nó có liên quan tới y chỉ, chỉ trụ, trụ trụ. Because I was there, I met a monk. Hôm đó thầy gặp một ông sư đó. He came and talked to me. Ông tới hỏi chuyện này. He says, you know, ông hỏi, he's a very weird monk. Ông hỏi là mày ở đâu? Mày Việt Nam? You Vietnamese? I said, yeah, Vietnamese. How long you been a monk? Nói mày ông làm sư bao lâu? Nói, 4 years, tôi say di được 4 năm trời. He says, Master Sheng Hoa, ngài Tiên Hoa, never heard of him. Ngài Tiên Hoa tôi không biết nữa. And then he says, and second day, sang ngày thứ nhì, nói, ngày thứ nhì, he came and talked to me again another day. It's weird. This guy is weird. Ông sư này cà lâm vậy thở. Chinese, by the way. Mainland China. Người Tàu, Đại Lục. He came to me and said, you know, Master Sheng Yi has another disciple who's Vietnamese as well. Nói là có cái sư cô người Việt Nam cũng ở, cũng là đệ tử Ngài Thánh Nhất. She came here as a boat person. Hôm qua cô qua đây làm lúc mà đi tị nạn đó, chèo thuyền tị nạn đó. And so Master Sheng Yi sponsored her and then told her to you know to allow her to leave the home life. So nói là sư cô đó là tị nạn qua đây rồi Ngài Thánh Nhất gì đó ủng hộ cho cô đó, bảo trợ cho cô, sau là biểu cô làm người xuất gia. Okay? And then she said here she is, talk to her. Thành ra nói là kêu cô đó tới nữa. And you know what? She's like fifth samadhi. Cô đó đã ngủ định rồi. And I was very low. Hồi đó trình độ thầy thấp dễ sợ. I look at her and say, oh my god. You know, I knew that I wasn't better than her. Biết là thua chứ cô. That's all I knew. Okay? So the nun looked at me, said a few polite words and left. Chứ cô nói vài câu bỏ đi. And then the monk, this monk is weird. Ông sư kỳ lắm. She says, you know, how do you like my sash? Cái ông có thích cái y của tôi không? I said, yeah, I like it. Đương nhiên thích hết rồi. And he says, you know, I feel it's too purple. Ông nói là tôi nhuộm cái y của tôi mà tôi nghĩ nó hơi tím tí. He says, I dyed it myself and I think it's too purple. What do you think? Thầy nói,
I like it. Thank you. No, that's it. Cause anyway, he BS's me. He just talks me nonsense. Ông kể tầm chuyện cà lâm không à? Okay? And then he told me something. Ông kể chuyện là, ông nói là, you know, I was traveling from temple to temple in China. Nói là, ông có biết không? Tôi lang thang hết chỗ này chỗ khác cả đời tôi. In my entire life, I go from temple to temple. I practice here, chanting for a few months. Ở cái này nhập thiền thất vài năm, mà you know, xong rồi tôi đi qua chỗ khác là tu tiếp. I go to another temple, I practice there. Tôi đi khắp hết, tất cả chùa nha. Ông này khiếp lắm. He's scary. He went from temple to temple to temple. Okay, and he says, then I came to Master Sheng Yi. Tôi tới chùa ngài thánh nhất, because I heard of his ancestor. Great reputation among Chinese temples. Tại vì ngài thánh nhất á, rất nổi tiếng mấy cái chùa bên Tàu. Why is he famous? Sao nổi tiếng? Because Master Sheng Yi gave a lot of money to all the temple to fix them up. Ngài thánh nhất hồi xưa đó, bao nhiêu tiền mà ngài Phật tử mà cúng cho ngài đó, ngài đem qua Tàu đó, cúng cho mấy chùa kia để họ sửa cái chùa họ lại, tu bổ cái chùa họ lại. Đến đổi mấy cái chùa kia nó còn sang chùa ngài thánh nhất nữa. To the point where the Chinese temple they gave money to are even better looking than his own temple. That's why he's very famous in China. Thời đó ngài thánh nhất nổi tiếng dễ sợ lắm. So this guy here, this monk here, he heard of Master Sheng Yi because everyone spoke so highly of him. So he went to Hong Kong to take a look. Thấy ông sư này nghe tới ngài thánh nhất, nghe cái tiếng ngài thánh nhất, mới lò mò qua Hồng Kông để coi thử ông này ra sao. Are you translating? Are you? No, I'm searching the name. The right name. Sheng Yi. Sheng Yi is sagely. Okay. Yi is one. So I saw him. I saw him. And he told me. Ông ấy nói là, ông ở lại đây tu với tôi. He told me, Master Sheng Yi told me, you stay here and cultivate with me. True, true. Cái đó gọi là chỉ trụ. You got that? True, true. Give the order to stay. Isn't that beautiful? True, true. Chỉ trụ. Là ra lệnh ở lại. That's why I stayed. Vì vậy tôi ở lại đây. And later, sau này, I realized he's a Master Trung Hoa's level. Sau này thầy mới biết là ông này với ngài Trung Hoa là cùng trình độ với nhau. Yeah. No, 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 no. This monk here, Sheng Yi 6. This guy is 2. Ngài thánh nhất là 6. Mà ông này là 2. That's why he can see you stay here and practice with me. Thánh nhất mới ra lệnh là ông ở lại với tôi để tu với tôi. And that's why he stayed until Master Sheng Yi died. Rồi ông này ở lại cho tới ngày ngài thánh nhất chết luôn. Rồi sau này lấy cái chùa, thánh nhất giao cái chùa lại cho ông. Later Master Sheng Yi gave him a temple. Okay? And that's where that's inspired my understanding of yi of chu chu. Cái đó cho thầy nhớ là câu chuyện nó mới hiểu ý nghĩa của chỉ trụ là gì vậy. Does it make sense? Isn't that beautiful? Oh well, you're tired. Nói cái gì quá, cái gì mệt rồi. Yeah? Okay, take it easy. Don't try so hard. No more question. Ngày hôm nay thầy không hỏi cái gì nữa đâu. Maybe. Okay, yeah. So I explain more here in the English side, but maybe we change it to what I explained to you today. Thầy giảng nhiều hơn nữa, nhưng đều thầy nói là cái này nó chính xác. We explain the way I explained to you is closer to the Chinese meaning, Chinese words meaning. Thầy ngày hôm nay thầy giảng cái gì á là nó gần hơn, gần sát ý nghĩa của chữ tàu hơn. I elaborated more here. Maybe another lifetime, chắc là kiếp sau. Okay. Okay.
And then you have four kinds of dependency and so forth. I'm too lazy today. My Chinese is a kind of I need to look up the dictionary. Đọc cái chữ tàu bây giờ không nhớ nữa, thành ra chắc phải coi bữa nay những cái. Okay, any questions? Can we move on? Don't embarrass me. Keep going, huh? Okay. I'm tired of. I'm bored of speaking things that. I'm tired of speaking things that people can look up in dictionary. Thầy như khi lười không muốn nói cái mà cứ bị cái tra từ điển được mấy người tàu sao người ta cười mình. So I thought I'd give something that even the Chinese don't get. Chọc lên mấy người tàu cũng không biết cái chuyện này, cười chơi. Yes. Wait for your turn. Make an appointment. Yes. Everyone. Because, like, for example, if someone comes to our temple and think he is kindly inviting them for tea and then talk to them about our dharma, they're also getting this eating. No, they don't do eating. Meaning you invited to stay, you ordered to stay. Okay. Because you're talking about, this means that you have an established master, that everyone come for a visit. And then the master said, you stay here and practice with me. But nowadays, what happens is that you go to see these temples, and the master always says, you're welcome to stay. It's quite different because the master is trying to build up his, enlarge his followers, will actually be in traditionally, the Yichu means that the Grand Master says, he has some wisdom. He says, you should stay here. Like Master Shengyi ordered that second Grand Bodhisattva. He said, you stay here and practice with me because I can help you. Cái ý chỉ này có nghĩa là cái người sư này không phải là muốn cái vị ở lại để nhiều cái chùa nó đông hơn. Okay, trong nó xôm hơn, hoặc cái vị đẹp trai, hoặc cái vị đẹp gái. It's just because you look good and you look nice. No, it's not that. The master says Yichu is that he said, you stay here so that I can help you with your practice. Muốn ra lệnh cho mình ở lại để mình ông sư đó, ông phương trưởng mới giúp mình tu hành. Okay? So he recognized your potential. Ông thấy được cái sức của mình. Thằng nó ở lại để thầy dạy. You stay here and I teach you. Alright? I help you. That's what it means. Yichu is very, very, very profound relationship. Thành nó cái ý chỉ này, cái ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Nowadays, it's like I go to a temple and the masters, thầy biết thời buổi này. My friend told me. Ông sư huynh thầy, ông kể thầy nghe đó. They go to a temple in Taiwan, tới cái chùa in Taiwan. Very, very well known, ông sư nổi tiếng lắm. Very well known. And very rich, giàu, it's a huge temple, it has so much money, food is, oh, so good. Hôm nay, ông sư hòa thượng này nổi tiếng dễ sợ, giàu dễ sợ, chùa lớn thiệt lớn, đồ ăn ngon thiệt là ngon. I mean, they have chefs, chùa mà có đồ bếp nấu luôn nữa. Okay, professional chefs. Đồ bếp trả lương nào, ăn lương nào hoa. Okay, they get paid. Okay, and so he stayed there because he's comfortable. Every month they get given money, mỗi tháng đưa tiền túi nữa. Okay, so the guy stayed. Ông sư ở lại. So he stayed because it's so convenient, so comfortable. Nó đầy đủ tiện nghi, nó quá thoải mái. Ở lại. And after a while, guess what happened? Ở thời gian nói gì? He says, the master says, you should take refuge with me, with him. Có người đó nói, sư phụ nói là ông nên ý chỉ được rồi, để ông nên quy với tôi. Okay. Ở thời gian thôi phải quy y chứ. You can stay for a while, but then you should take refuge. No, please allow me to finish my story.
Người nói sẽ một thầy sao ham như, no, 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 it's not the master who's greedy, không phải ông sư, ông tham. Because he says, the master has a lot of temples. Yeah? And he plans to give these temples to his disciples. Người nói là tại sao quý, tại vì ông hòa thượng nhiều chùa lắm, ông giao chùa cho. Continue, you still have an objection? See, I rest my case. Quý vị thấy không? Có lợi, it's very beneficial. Yes. Sư làm chủ chùa, giống như ông sư kia, giao cái chùa, lợi thì mô. Mới có nhị địa, mới có hạnh gì nữa, hơi cái nhị địa. Ok. Next. Four kinds. Never mind. Ok, I'm tired. Five kinds. Forget it. Do not be demanding. Because you demand, I will lose my inspiration. Đòi hỏi thầy, nói ta có thầy biên mà không giảng. Actually, my master says that when you explain sutras, Master Shihua says you explain everything. Ngài Thiên Hóa ngài nói là tụi bây mà giảng kinh đó phải giảng hết tất cả. Okay. So in particular, if you put something in the slide, you better talk about it. Thành nhất là mình biên cái gì xuống mình phải giảng người ta nghe. Okay. It's reasonable. But I decided since I'm not a hận disciple, so I don't care. Giờ thầy suy nghĩ khác, thầy không phải là hằng, cái lời dạy cho người hằng, còn thầy là ra rì, I'm a reject, so it doesn't matter. Okay? You don't like it? Tough luck. What? Thì khỏi biết, nói là ông thầy nói có con giảng nhiều trong slide như điều ông thầy lười, ông thầy không giảng, mà người ta than phiền. You can say that, nhưng người ta than phiền thì nói là ông thầy nói là mày than phiền với họ hằng, đừng than phiền với Dũng, với Vĩnh. Vĩnh nó được miễn. Okay. The hận, you can make demands on them because that's a Master Shihua's teaching. Dũng. I got bored talking about these things. Okay. 290. Sẵn siêu thọt. The others are not submitting verses because I am their teaching transmitter. I must compose a verse and submit it to the High Master. If I do not submit a verse, how will the High Master know whether the views and understanding in my mind are deep or shallow? 成秀,思维,诸人不成气者。成气者。Second time I pronounce it right. 唯我与他为教授师,我须作记。 将圣和尚，像成和尚，若不成即和尚如何？就我心中见解生减，圣圣师腾都已。 Các người ấy không trình kệ là vì ta là thầy giáo thọ, ta phải làm kệ đem trình cho hòa thượng. Nếu không không làm thì hòa thượng làm sao đâu biết kiến giải của ta sâu càng thế nào. I'm tired of criticizing, so I move on. Okay. Complain? I complain. Yes. Duly noted. Yeah. Complaint number two. One from San Diego, one from Korea. Yes. So he's a teaching assistant, right? Yeah. Person? Yeah. But then, like, if master asks us to do something, right? Usually, I would think master already knows where the understanding is at for the student already. He doesn't have to ask for verses to understand the wisdom. Yeah.
So, with the fundamental basics, it's just basics for everyone. It doesn't matter your level. Even if you come from a different temple, I mean, if you're 10 years, I'm giving you 20 years, 30 years, okay? You still need to learn the basics. It doesn't matter your level. You still need to be taught the basics. Okay? Yeah, he says now it's for him it's personal. He says I need to submit because it's too much pressure underneath. Besides, what he means here, you see, yeah. He's under pressure. Cái ông thần tú đó bị áp lực từ trên dưới nữa. Ở dưới thì tụi nó tháng phục công nghĩ là ông phải làm tổ. Below they think that he deserves to be a patriarch, next patriarch. Ông phải xứng đáng làm tổ. Okay, that's a lot of pressure. Okay, the pressure is from above. Ở trên là tại vì the teacher says he expects something from me. Nói là ông sư phụ biểu mình phải biên, mình không biên không được. Okay, so what does it tell you, writer? Quý vị thấy ngay lập tức là sao? Tức là ai? Feels pressure. Ông này ông bị cái áp lực. Nghĩa là sao? He's not enlightened yet. I mean, ông chưa giác ngộ, mới thấy áp lực. He feels the pressure because he has no real wisdom yet. Vẫn còn chấp. He attaches his followers, chấp vào cái người đi theo mình. He says, so many people look up to me. Biết bao nhiêu người thán phục ta. Listen carefully. So many people look up to me. Biết bao nhiêu người thán phục ta. Therefore he says, I cannot let them down. Mình không thể nào người ta thất vọng, để người ta thất vọng được. Cái đó là gì? It means that he's attached to their admiration. Có nghĩa là cái ông thần tú này á, bám vào, chấp vào cái sự thán phục của cái người dưới mình. Thế người này chưa phải là thánh nhân. He's not enlightened yet. He's still attached to people's admiration. Vẫn chấp vào cái thích của người ta, cái thán phục của người ta. Is it clear? That's wrong. Nó trật. Kệ đó. If they don't like it, they like it. Web. Nó ghét mình á, mình làm lơ được. Nó thích mình hỏi. Okay. Yeah. Don't talk. Mình muốn nói. Okay. Sign. Thời buổi này đời đại mình nói đừng có nói, đừng có khen, ký sách đi em. Okay, American style. Thời buổi Mỹ này mình phải thực tế, phải không cô hiền nhẫn. Đừng có khen tôi, khen hả? Tốt hơn là PayPal. So the guy feels pressure. Cái ông thần tú, you know he's a guy in trouble already. Người như vậy, quý vị thấy rõ ràng người ta thua. He's starting off wrong. Cái người đó bắt đầu là sai rồi. He started off the wrong foot already. Bắt đầu trật rồi đúng không? Mình phải làm tại vì nó phục mình quá. I need to do something because they adore me. They respect me. They admire me. Nếu cái động cơ thúc đẩy mình là cái sự chấp trước của mình thì làm gì? What are you going to produce? Làm được cái gì? See that? Above. Ở trên. Áp lực ở trên. Pressure from above. Áp lực ở trên nghĩa là sao? Là vẫn chưa hiểu ông thầy mình. Why does he feel pressure from above? Because he does not understand his teacher yet. You agree or disagree? Huh? Why would a teacher pressure the students? Tại sao ông thầy áp lực người học trò làm cái gì? He doesn't say, does he say that you need to bring in, you know, a six-digit figure every month for me? Nói là ông cứ bắt là mỗi tháng ông phải đem vào lợi tức bao nhiêu cho tôi không? No! Right? So why, where's the pressure? Áp lực ở đâu?
No, why does he feel that the master is pressuring him? Tại sao ông có cảm tưởng là ông thầy áp bức mình? Why would an enlightened person pressure you? Ông thầy áp bức mình làm cái gì? Right? So this guy still doesn't understand how his teacher teaches him. Thầy ông này vẫn chưa hiểu ông thầy mình dạy cách nào. Okay? Anyway, that's why I feel pressure. Bởi vì tôi bị áp lực. Okay? He said, if I need to submit something to express my view and understanding. How much time do we have? Còn bao nhiêu nữa? Tôi phải biên một cái bài kệ để bày tỏ cái kiến giải của tôi. Tiếp thứ nhì, that's the second mistake. What? Okay, I ignore that for a moment. So view, cái kiến là cái sự sáng suốt trong cái nhìn của mình. View is that your how clearly you see things. Yes. Okay. And understanding is how clearly you understand. You comprehend. Cái giải là cái sự sáng suốt, cái sự hiểu biết của mình. Yes, view and understanding. Kiến giải. This is a Chinese. This is a Buddhist jargon. Đây là cái danh từ Phật học. All right. You need to understand. You know, like what is your view and understanding? Thầy nói là nói về về cái dân trí thức, dân mọt sách đó, thì gặp với nhau đó là muốn biết cái kiến giải của ông ra sao. I like to know your view and understanding. The Chan people says, what do you do? Bên Thiền Tông nói, ông làm cái gì? How do you do it? But on the Sẩn Siêu side, where they only talk, they don't really understand how to meditate, it's a view and understanding. Là cái tụi mà văn á, thì nó thấy là kiến giải. Còn võ, nó là làm sao ông đi quyền ra sao? Hiểu không? Hiểu không cô Tân Hương? Văn nó ông hiểu cái gì, ông biết cái gì. Còn võ nó là ông đánh cái quyền ra sao? Ok? Ông đánh gạt gạch ra sao? Okay. You see the difference? You see the leanings of this guy here? Sheng Xiu is his view understanding, meaning he's talking about the teaching side. Whereas when you meet with the Chan people, you say, how do you do it? What do you do? Quý vị thấy sự khác biệt không? Văn với võ không? Văn thì nó biết cái hỏi cái ý kiến, còn võ nó ông đi bài quyền là sao? Okay. So far so good. Does it make sense? Well, what is it? Why is this a second mistake? Second mistake because đây là cái gì? Because at the patriarch's level, he doesn't need you to say anything, and yet he understands you. He knows you already. Cái trình độ ngũ tổ đó, mà ngài đâu cần cái vị nói cái gì, ngài nhìn cái vị, ngài biết ngay cái vị trình độ nào rồi, có đâu cần nói đâu. You don't need to express anything. That's why Sẩn Siêu is in trouble again. Hay nói ngài thần tú vẫn chưa hiểu như thường. Ông thầy của mình trình độ mà ông tổ rồi á, nhìn cái vị phải biết chứ. A real patriarch, especially fifth patriarch at his level, one glance at you, he knows who you are immediately, your level. Biết cái sức quý vị ngay lập tức. Alright? Deeper shallow. And that's number three mistake. Sâu là cạn. Cái đó là cái sự sai lầm thứ ba. He's still thinking as shallow and deep. Shallow and deep. Okay. Ông này cái thứ ba, lỗi lầm thứ ba là ông thần tú này vẫn còn phân biệt cái tâm phân biệt cái sự kiến giải của mình thâm sâu hoặc là nông cạn. Vẫn còn phân biệt như thường. Dễ sợ không? Thế là cố. Two 192.
text, if my intention in submitting the verse is to seek the Dharma, that is good. But it is to seek the patriarchy, that is bad. And how would that be different from the mind of a common person coveting the holy position? 我正记忆九法极善密祖极恶绝从凡心夺其圣位 something 别 xí bia. Tâm ta trình kệ mà câu pháp thì tốt, còn nhắm vào ngôi tổ thì ác, còn cùng phàm phu mong đoạt ngôi thánh có khác gì đâu. The guy keeps on sitting there and think and think and think. Mà cái ông thần tú tội chứ sợ, càng ngồi càng suy nghĩ. Rings a bell. Có ai quen thuộc không? You think and you keep on thinking and thinking and thinking and thinking. Ngồi nó suy nghĩ tới khi cái ngủ gật là good and evil intention. Ác là cái ý. Common holy. Thánh là phàm là cái địa vị. This guy is very tormented. Cái này là cái ông này rất là phiền não. Mà tại sao phiền não? Phiền não tại vì tự mình dày vò đấy. He's afflicted because he's tormenting himself. No one's tormenting him. He's there by himself. Ông ở cùng mình rồi. He's afflicted. Càng ngày nó càng phiền não thêm. And he became more afflicted as he by himself. Why? Tại sao vậy? Because he's tormenting himself. Tại tự dày vò mình lấy. Okay? And yet, the sân siêu is stuck in between a rock and a hard place because he's so close to patriarchy, and yet he's not measuring up. Thằng tội thần tú vậy sao? Lúc này mình mới cảm thấy là cái tầng tư bi từ tội với ông, tại vì ông sát bên cạnh nó rồi đó, ngay thấy được rồi đó, mà với không được. He can see it, and yet he can't grasp it. I tell you, it's one of the most horrible things you can have. Quý vị thấy, nó khổ dễ sợ lắm. Tội dễ sợ. Thấy trước mắt mà chụp cũng được. Gần rồi. Rõ ràng nó gần. Quý với này, với chụp đặc hoài. It's so close, he can't grab it. Thế khổ dễ sợ không có nghe. Khổ dễ sợ. Con phải biết đó, những cái người nào có lý tưởng chứ không phải người ta là phàm phu như mình. You have to realize these individuals superior, they're not as bicycle like us. They have ideals, họ có cái lý tưởng nào không? And yet they can't grasp it. Mà chụp không được. It's heart wrenching. Nghe cái chuyện thấy mình nức nở khổ sở. Yes. So that person was arahant or something like that. Sẵn siêu. Oh, I don't know. Okay. 291. I don't know. It's too old. I mean, sáng siêu is not important. Thần tú ai? Who cares? Okay. All you need to know is he's not enlightened yet. Chỉ cần biết là ông chưa giác ngộ thôi. That's all. Okay. He's a great monk, but he's not enlightened. Đại sư, nhưng được chưa giác ngộ. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Thank you. 294. We close right here. Because, you know, he asked a question. I'm going to need at least half an hour. Ông này muốn hỏi thầy cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ trả lời mới xong. Yes, sir. But it doesn't bother him, you know. I kind of try to warn him, but he's going to ask anyway. Ông vẫn hỏi như thường. Yes, ma'am. Yes, sir. Cái người này biết nhiều lắm, học hỏi rất là nhiều. Nhưng đều biết là biết sách vở, chứ không phải là biết từ cái trí huệ mình. Okay. What happened to Sẵn Siêu is that he's very, very erudite, very well read. He knows so much. What happened is that he's attached to his knowledge, his learning. Tội ngài thần tú, ngài biết nhiều quá đây, ngài chấp vào cái biết đó. You know that?
is one of the most horrible things. Khi cái vị tu đó, cái đó kẹt dễ sợ lắm. It's one of the most horrible things. The more you know, the more you become attached. And it's sad, nó khổ dễ sợ. Tại vì một cái người tổ sư đó, you study under a great patriarch, and yet all you see from this patriarch is the knowledge. Quý vị thấy nó cay cú dễ sợ. Tại vì ở tu ngay dưới trước một cái người tổ sư, chỉ thấy được cái hiểu biết ông tổ sư, mà không thấy được cái pháp ngài tổ sư. Chỉ biết cái sức, chỉ thấy được cái hiểu biết thôi. Tội dễ sợ. This is so sad. You see? Don't you think that fifth patriarch knows that? Quý vị nghĩ ngũ tổ không biết? Biết chứ. That's why I assure you, fifth patriarch has no pressure whatsoever on sẵn siêu. Ngũ tổ, người rất là từ bi, ngài biết thần tú chưa có đủ sức, thành ra không áp lực ông thần tú đâu. The pressure is self-inflicted. Imagine, thần tú là người tự tạo áp lực cho mình, không ai tạo. Ngũ tổ hoàn toàn không có đụng ông này. Okay, he's just a mouthpiece. Thần tú chỉ là cái miệng con vịt lật lại thôi không? He has his purpose. Nó có cái sức, có cái dụng của ông. That's how in the future he'll make it. Trong tương lai sẽ có cơ hội. If he doesn't make mistakes, có cái cơ hội. Nếu như đừng có làm sai lầm, đừng làm cái lỗi lầm. Okay? If he makes a mistake, he's in big trouble. Okay, and later he made a mistake. Sau này ông làm cái lỗi lầm. Okay? Alright? He made a mistake. What mistake? Lỗi lầm chỗ nào? He turned a blind eye on the fact that his followers are going after the sixth patriarch to kill him. That's a huge mistake. Quý vị biết không? Ông thần tú, cái lỗi lầm thần tú là sau này khi mà những cái người tùy tùng ổng mà rượt theo ổng Huệ Năng đó, để mà giết Huệ Năng, để mà giành cái y bác lại đó, mà thần tú biết như vậy, thần tú lầm lơ. Cái tội nặng lắm. That's very severe offense. You dare think of harming a sagely person, you're done. Cái tội nặng dễ sợ lắm con. Thành ra cái đó lỗi lầm. Thần tú nó thìa tạo biết bao nhiêu phước, mà cuối cùng nó làm cái lỗi đó, thành nó giác ngộ không được. That in my personal opinion, Sẵn Siêu has so many blessings, and he made that one mistake of daring harming a sage person. He's done. That's it. Not this lifetime. Kiếp này không xong đâu em ơi. He dare think of that, and then he never dare to admit it to himself. Dám để người ta giết, đi hại lục tổ, rồi xong rồi qua là giả bò, giả đồ mình, giả đò mình không biết. Và hai cái tội nó chồng chất lên nhau. And it's compounded by the fact he pretends not to know. Oof. All right, 294. We continue next time. 294 lần sau. All right, thank you. Okay, the folks have been waiting patiently for 2 hours.